Nocobo là kỹ năng dứt điểm rất khó thuộc cấp S+, mà không phải cầu thủ nào cũng có thể thực hiện. Đổi lại thì những cú sút ấy lại mang đến sự mãn nhãn và hưng phấn đến tột độ dành cho người hâm mộ. Bởi quỹ đạo bay của quả bóng, nó lắc lư mask cái tầm ảo diệu. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng phê như vậy khi mà chiêm ngưỡng những siêu phẩm Nocobo nhún nhảy thẳng vào tâm trí khán giả nhé. Lên đường thôi! Cứ tưởng mấy pha sút bóng tạo ra một quỹ đạo ảo ma Canada như thế này sẽ chỉ xuất hiện trong những trận đấu bóng nhựa tuổi thơ. Thế mà bóng da cũng vẫn ra thành quả vậy luôn ấy hả? Thật là bùng nổ! Đừng quá ngạc nhiên như vậy chàng trai, cậu đó chính là cậu đã tạo ra một cú sút vi diệu đó, ăn mừng đi thôi! Sao mà đỡ được bạn tôi, kể cả bóng có đi thẳng vào giữa khung thành thì cũng cho bạn 5 lít nếu như mà bạn cản phá được luôn. Nhưng mà quả này thì lại hơi chết phải tí ha. Mà thôi, kiểu gì chẳng vào đúng không bro, đỡ làm gì. Hãy để ý vị trí trái bóng khi nó được ghim vào khung thành. Đúng góc chết luôn ấy mọi người. Thế thì sao mà cản phá được đây. Sút lần 1 có thể hơi lỗi chút khi bóng phải đập cột dọc mới đi vào lưới. Nhưng mà đến lần thứ 2 thì chỉ nói với anh em một câu thế này thôi. Đỉnh cao hết nước chân. Ok. Đứng mà ngắm siêu phẩm đi thôi, chứ còn muốn gì nữa. Việc nhẹ lương cao lại còn được xem cận cảnh. Quá đã ông thủ môn nha. Màn sương mù kia không thể ngăn được thanh niên tung ra cú sút chí mạng, bắn thẳng vào tim người hâm mộ. Được luôn anh ơi. Cái gì vậy bạn? Làm thủ môn mà né bóng à? Từ từ nha, có gì đó sai rồi. Có phải tôi nhìn nhầm không anh em? Trong trái bóng khi mà ở trên không trung kia, nó cứ bị ảo đấy. Nào, đi bóng một nhịp. Đúng vậy đó, sút đi bạn. Chính xác tuyệt đối, bạn là vô đối. Lại thêm một thanh niên nữa ngạc nhiên với chính thành quả của mình. Má ơi, còn lăn lê bò toài nữa à. Thôi thôi, dậy đi bạn, biết là có bàn đẹp rồi, dậy đi ông cháu ơi. Sút là cái chân phải điệu như vậy mới đúng bài nha. Được chưa baby, nếu mà thấy cú sút ảo quá thì liên lạc với anh để anh chỉ cho vài đường cơ bản ha. Tập trung nhìn vào trái bóng đi nào các chị em. À mà bóng nào thì mình tự hiểu với nhau ha. À lần này có cả hàng rào luôn để mà tăng độ khó cho game mà. Biết ta đây mặc áo mang tên ai chưa? Xem Trent Alexander-Arnold tỏa sáng đây. Đó, ghi bàn vẫn cứ là dễ nha. Vậy thì khi không có hàng rào thì còn đẳng cấp cỡ nào nữa boy? Hey da, ước được nhận thử thách khó khăn hơn đấy. Ái cha cha, quả bóng này trông lem lem thế nhỉ? Ông anh ghi bàn rồi à? Không để ý luôn ấy, xin lỗi được chưa? Sút kiểu này thì rời đỡ được nha. Còn ai ngạc nhiên ôm mặt ôm đầu thì nốt đi xem nào. Quả này là kinh ngạc thực sự đó nghe. Xin lỗi bà con, ở đây thủ môn của chúng tôi thủ vai những bức tượng. Đơn giản vì phần dứt điểm bá cháy quá, cho nên mấy ông gác đền kia chỉ để làm cảnh thôi. Các bạn đừng để ý, ok. Bóng xoáy như này thì lúc sút nó mới ảo diệu được. Một kinh nghiệm cần được ghi lại nha các con vợ. And how can
Thôi anh, có nhất thiết là phải đóng mạnh như vậy không? Nhìn thôi đã thấy sợ hãi các thứ rồi. Mặc áo Liverpool mà lại knuckleball mượt như ai đó bên đội MA. Chết rồi, hình như có gì đó sai sai rồi, con xin sám hối. Bóng ghim chặt vào mảnh lưới theo đúng nghĩa đen rồi đấy nha, không hề lừa, ok. Sút hai quả liên tiếp đều đập sàn ngang rồi mới lăn vào lưới hả? Xin lỗi, đó không phải là may mắn, để người ta gọi là kỹ năng. Má ơi, nhìn như là đập vào sàn ngang luôn. Thì là cái video này nó gây ảo giác cực mạnh luôn ấy. Lại mới nhập khẩu thêm mấy bức tượng nữa đứng trước khung thành hả? Đùa chứ cứ đá như thế này thì khối ông thủ môn thất nghiệp nó đỉnh cao quá mà. Nào, cầm rồi đặt bóng nhẹ nhàng tinh tế lắm rồi đấy. Không siêu phẩm nữa thì phải đi xem lại nhân phẩm, ok. Lộn thêm vòng nữa để ăn mừng nào. Lacazette này trông lạ quá nha. Mà tình hình xúc căng hơn cả bản gốc thì bên tuyển trạch Arsenal có tính múc về luôn không? Trời lạnh quá nhỉ, tình hình phải làm một quả dứt điểm không cần nhìn để mà đốt cháy không gian sân cỏ thôi, bùng cháy ngay. Lần đầu tiên con làm chuyện ấy má ơi, thề là trong cuộc đời chưa bao giờ con đá được cái quả mà nó gắt như vậy luôn á. Trao huân chương liền đi. Nè anh bạn, thôi đừng phản ứng làm gì nữa mất công ra. Đứng đó ngắm siêu phẩm là cả nhà đều vui rồi. Vừa rồi là những siêu phẩm bàn thắng theo kiểu knuckleball, tạo ra những quỹ đạo bóng ảo diệu hết đất, không thể cản phá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại.